này mắm to vậy, ton vô mới giờ mới đẹp. Bắn to nè. Ừ. Trời ơi, đá chút xíu gì vậy máu nè. Máu anh vừa đang lụ vậy trời. Đây. Máu tôi đổ quét. Ừ. Máu ra đỏ tươi nhìn thấy thèm. Thăng thay quay cái hành quả đi tới đâu là làm tới đó, quay tới đó. Hôm qua đầu tư iPhone 8 lớp quay Apple đúng không? Reno 3 quả chính nhiều đủ xài rồi. Anh bảo sơn cát không, nó cho sơn thấy đẹp. Anh bảo sơn sơn miếng cái cát không à. Chảy rồi. Thì khách nó bóng quá. Phải mua toàn kẽm nó chảy vậy đó. Con này nó có sơn lót sẵn rồi, đưa vô ăn đưa hàng chứ kêu sao không cắt nguyên cái miếng vuông gì cho luôn mà phải gắn gì. À. Hàng hết rồi đó, được chai không? Con chai cũ rồi phải không? Mới sơn được con miếng à ha. Chị cũ nãy sơn được con miếng rồi. Nghe nắp nè. 25 chai mà mới mua 2 chồng à. Ừ. À, gắn cái nóc lên mới thành hình đó. Cửa nè cho bay ra thống nó quặn chứ rằng. còn mấy cái rãnh còn trắng mà. Cái đó mình lùa ngược lại cái nữa là ít xương xương cái nó không rồi. Hai miếng tròn cắt miếng gỗ rồng. Hai miếng tròn cắt miếng gỗ. Hai miếng tròn lên luôn. Cắt cái gì? Hả? Bắn mấy con đó. Xét cái này. Ba cái mặt cắt á. Ừ.
Nãy hai cái kia nó leo lên tóc cho nó không hay đâu. Mày quan nó leo lên gần tới trên trên gác cho nè. Sơn đen hết mà đẹp hơn ha, không đẹp hơn tôn trắng à, đẹp hơn cái tôn trắng tôn bình thường nữa. Sơn màu đen thấy đẹp hơn cái màu vàng hả? Cái màu tôn đó. Có tiền là phải đẹp à? Sơn máng luôn. Lướt qua là gầu. Ồ sơn gì mà không bích luôn cái số luôn ha. Sơn này thấy hình luôn á. Bóng à. Khỏe hơn cái máy ha, máy chạy gầm 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 mà. Pha đòn nữa tùm lum. Hai chai không? Vậy là tính ba chai là hợp luôn không, là đủ luôn đó. Còn khúc nó không hớt luôn đi. Nãy giờ kia nó lao đó mà không lao đó. Rồi, không lao rồi trơn, rồi khỏi trơn. Thằng Bảo đó. Lao tao mới trơn được chứ, không lao thôi khỏi trơn mẹ đi. Để ngầu. Khoan đâu mày? Khoan quá trọng mày.
Dứt đây nè. Nào bên trong kết cấu nè, hai tầng. Lót là phong luôn, mát. Gắn quạt. Ổ điện luôn nè, chạy thêm ổ điện luôn. Ổ điện trong này đang mình câu trong nhà ha, ra nhiêu điện thì tính tiền nhiêu điện, không? Đây, cái này thả là phong luôn, cách luôn. Bồn nước rửa tay. Nước rửa tay nha, inox gẹp lên đây. Ngoài vàng nha, ngoài vàng trong đen, trên viền trên cũng đen luôn. Theo mọi người đây là thợ sửa ống nước đi dây điện. Thợ sửa ống nước đi dây điện. Thợ này chuyên môn làm cho ga nước. Gắn cái quạt ở trong tường gắn ra đi, đừng gắn trên, trên là đụng đầu rồi. À, giờ này mới thấy mất mát nè, không? Còn hộp đèn mình vô nữa. Dậm đây. Góc bên đó không nói hả? Vậy? Góc bên đó không nói hả? Ờ, cái góc bên đó là muốn cậu muốn nói dài nữa thì cậu nghe mua thêm đầu nữa, cậu nghe bọc qua đây luôn. À. Nghe nói tiếp tục qua đây nè. Đi qua đây luôn. Mà thôi gì được rồi. Cái đèn đẹp ha. Ủa bán sẵn về này chứ sướng với bột, khỏi gần đâu. An toàn á, cái này dặn là thích gịch luôn, còn tạt nước vô bình thường luôn á.